Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em. Một ngày tươi mới, vui vẻ, bình an. Hôm nay mình làm tôm hùm xào mì gối. Đây, mình đi chợ Ori. Chợ này lần đầu tiên mình thấy nó bán tôm hùm đó quý vị. Cho nên mình thấy còn có 8 con, mình lấy hết luôn. Không biết họ lấy về lúc nào họ bán, nhưng mà đây sau lúc anh mình ăn là ngon, chia sẻ ngon cho nên mình cũng đi ra mua. Cái này là giờ cái này là tôm sống hoặc đông lạnh, chỉ có cái đuôi thôi, cho mình có mua, mình mua thử mới ăn cái tôm mà tôm họ luộc rồi họ đông lạnh coi nó ngon hay không. Sau đó mình về mình cắt nó ra từng khúc để mình xào. Mình chặt từng khúc một cái đuôi này, mình cắt làm ba làm tư, còn bên bị thì cắt lớn nhỏ tùy theo quý vị. Còn về phần đầu thì mình cũng chặt làm tư, và cái càng thì mình đập cho dập, cho nó dập ra để lúc mình xào mình ăn nó thấm gia vị hơn. Sau khi mình chặt xong thì mình đem đi xả lại nước lạnh để cho nó sạch hơn, cho nó bớt nước đá ra, với lại nó sạch mấy cái càng này mình chặt nó hơi bị dính đó, mình rửa cho nó sạch hơn. Rồi còn củ hành thì mình cắt lát mỏng, còn về hành lá thì mình cắt khúc, gừng thì mình cắt miếng mỏng mỏng, để rồi sau đó mình đem đi xào trước, mình bỏ qua trong cái chén. Chẳng lẽ mình bỏ sau cùng. Rồi sau khi mình củ hành mình bắt cái chảo xo lên, mình xào củ hành cho nó vàng lên tí. Rồi mình lấy cái tôm mà nãy mình đã rửa ráo sạch, bây giờ mình bỏ vào mình xào. Khi mình bỏ vào thì mình đảo lên, đảo hoài đảo lại cho nó đều, cái củ hành làm cho nó thơm hơn. Rồi sau đó mình đậy nắp lại khoảng từ 5 đến 7 phút. Sau đó mình đi làm nước sốt. 2 tablespoon nước cốt me. 1 tablespoon rưỡi bột bắp. Với lại 1 tablespoon đường và nửa teaspoon bột ngọt. Mình trộn đều, mình đổ chung vào. Rồi sau đó mình đảo lên, đảo cho nó đều lên. Mình vẫn bắt lửa medium nha, đừng có bắt lửa cao, và đảo đều lên, nếu không thì nó sẽ bị khét, tại vì mình bỏ bột bắp vô rồi. Rồi mình cứ đảo qua đảo lại cho nó đều. Rồi mình nêm nếm lại, nếu mà quý vị thấy chưa đủ chua hoặc là chưa đủ ngọt, còn hơi mặn thì mình thêm vào đường hoặc là thêm nước cốt me. Mình không có me tươi cho nên mình xài nước cốt me nó bán sẵn. Thì mình chỉ đông 2 tablespoon. Rồi về phần hành lá, nãy mình cắt khúc, mình vẫn bắt lửa nhỏ. Mình để vào, mình cũng xào qua xào lại cho nó cái hành lá nó chín tí xíu, tại vì mình cũng không thích ăn sống lắm. Rồi sau khi mình bỏ vào nhưng mình muốn trang trí cho đẹp hơn thì mình chừa lại một tí xíu thôi, chẳng lẽ mình rắc lên mặt cho nó màu nó xanh hơn đó. Mình cứ bỏ hành lá và mình xào cho hành lá này nó chín tí xíu. Rồi sau đó mình tắt bếp, mình bỏ cái gừng hồi nãy á, mình xào rồi bỏ trong cái chén, mình bỏ sau cùng đó, mình bỏ lên, sau đó mình đảo cho nó đều lại cho hành. Chi rừng với lại đảo cho đều lên rồi mình thử lại, nhưng mà mình thấy cái này vừa ăn cho nên mình để gì mình ăn. Và phần mì thì mình xào mì gối, mình luộc lên. Cái mì gối này là cái loại mà mì khô á, mình xài 4 gói mì thì mình xài hai bọc bột niêm của nó thôi. Còn cái xài hết 4 gói thì nó sẽ bị mặn. Còn nếu quý vị nào không muốn ăn cái bọc niêm của nó thì mình cứ luộc mì này lên rồi mình xào, mình tự để gia vị của mình vào. Sau đó mình để cái
Là xong mình để mì vào cái dĩa, rồi để tôm hùm vào trong, rồi để tôm hùm mình xào chín lên. Nhìn thấy hấp dẫn không quý vị? Rồi mình sẽ để thêm tí xíu hành nữa cho nó có màu xanh hơn. Rồi mình cũng chừa lại ít để mình steam đó. Đây là cái tôm hùm mình steam. Cái thịt để mình coi coi cái thịt nó có chắc không nha. Mình sẽ chia sẻ với vị. Nhưng mà nó thịt này nó rất là chắc. Mình cũng thích ăn tôm và mình steam lên. Và xào me mình cũng thích, nhưng mà mình muốn thử coi cái nó thật sự nó cho quý vị thấy cái con tôm này nó có nhiều thịt. Ăn cũng rất là tươi. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của mình. Thì hẹn gặp lại video kế tiếp. Và cũng xin quý vị like, thích thì xin bấm nút đăng ký, like and share để ủng hộ channel của mình nhé. Xin chào và tạm biệt. Wow, thịt không mà quý vị. Xin mời cả nhà.